Rồi, hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú vị. Nó cặp F2 nè, 235 triệu nè. Nó này đi ghép xe ha. Giờ chạy vô kêu bắt hai con nữa. Đây đi xe nhỏ cô chú vị. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó, bò này lụng 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi này cô chú chị. Đó, nhưng mà nó hai con bò rất xứng bò luôn, hai con thì kiểu mẫu. Đó. Kiểu mẫu thì khá đẹp cô chú chị. Đó, thì hai con này chiều cao nó dao động ngang nhau ha, chiều cao nó dao động từ 1m12 tới 1m14 bò. Đó, 1m12 tới 1m14 bò cô chú chị. Nhưng mà hai con thì xương sống rất là ngon. Đó, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to ha, không bị ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó, chân bên này nhà cũng bán giá là 35.500.000. Đó, 35.500.000 là bao ship cũng tìm tới nhà mình hay tăng cái số ha. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, thì hai con em nói là chân bò của chú chị, tướng tá cấp mình nè. Đó, tướng tá thì kiểu mẫu không ha. Đó, là về phần mặt mày này của chú chị. Đó, về phần mặt mày nè. Đây hai chân trước nè. Đó thì em nói hai con này thì rất đi. Đó đít nở dài nở ha, chân móng thì chân móng sò cùng đứng thẳng của chú chị, không ổ xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì của chú chị nào thấy ưng cặp đực thì cứ liên hệ số điện thoại để tới mình anh. 15.500.000 là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số ha. Thì con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tới mình hình. Đây xương sóc nè cô chú chị. Đó xương sóc rất to ha. Đó. Nhưng em nói đít nở dài nở nè. Đó đít nở dài nở nè cô chú chị. Đó con này con xám nè. Đó con này thì con xám cô chú chị. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó hai con này tướng tá cấp mình thì rất dày bò. Bò thì nó lụng 6 tháng tới 6 tháng lưỡi bò. Đó 6 tháng tới 6 tháng lưỡi bò cô chú chị. Đây mặt bài nè. Đó mặt mày của chú chị thấy không, em nói lưng là lưng đôi ha, tích nở dài nở. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua gì mà nuôi chú béo ha. Đây lưng này của chú chị. Đó đây em nói hai con này thì xương sóc thì khá to nè. Đó chân móng là chân móng sò ha, xương sóc thì khá to cắp mình, nhưng em nói hai con này thì rất dài đòn của chú chị. Đó hai con thì rất dài đòn ha. Đó, giá là 35.500.000. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó còn muốn gặp anh chị nhà trực tiếp điện cho em nhắn tin số của nhà chị mình điện trực tiếp ha. Đó phần chân móng nè. Đó. Thì con thì bò thì em bao cái thứ nhất cú giò, thứ hai thùng lúc con ruột cho bà con mình ha. Thì em vô bò thì bà con mình lên có quyền kiểm tra bò. Thì. Đó mình kiểm tra có bú vỗ không ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó thì nói chung thì hiện tại em đang chuyến giao về Vĩnh Long với Đồng Quê có với Bình Dương thì bà con là xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó, rồi mai mốt em có chuyến giao về Đắk Lắk, bà con ở vùng đó có vùng lân cận thì mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó tướng tá các mình nè cô chú chị, em nói hai con này rất dày bò ha. Đây tướng tái cấp mình. Đó, nói chung thì bò mới khớp nha cô chú chị, mới khớp nên cũng nhột dây ha. Đó tướng tá nè. Đó bò này 6 tháng 6 tháng rưỡi tuổi hết rồi cô chú chị. Đó bò chân móng hoàn thiện ha, hai con rất dài đòn. Đó giá là 35.500.000, bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì nuôi về nuôi chú béo thêm ha. Nhưng hai con này rất dài đòn của chú chị. Đó hai con rất dài đòn ha, xương sóc thì khá to. Đó đít nở dài nở. Đó hai con này toàn lép một nghe cô chú chị. Đó hai con thì toàn lép một ha. Tướng tá nè cô chú chị coi nè. Đó chiều cao là 1m12 tới 1m14 bò. Đó 1m12 1m14 có dư luôn cô chú chị. Nói chung thì đo thì nói chung là con bò mình đo nhiều khi nó đi tới đi lui thì nó xây xích nó thăng thì con mình cũng thông cảm cho em ha. Đó chủ yếu là con bò của mình nó hay nó đẹp còn nuôi sao lên bò cũng chị. Cao thấp chuyện hai khăn gì đó nó cũng không thành vấn đề. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem xét cho lui cho kỹ đi, ưng thiệt ưng thì mình mới mua ha. Đó nói chung thì toàn đi ghép xe không, bà con mình xem xét cho lui cho kỹ để ưng thì nó sẽ ưng thì sẽ điện em ha. Đó còn không ưng thì nói chung thì mình có ủng hộ cũng được. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực kem này thì em gửi đến đầy đủ cho chị mình rồi.
Đó, giá là 35 triệu 100 bao ship của chúng chim trong vòng 280 số. Rồi để bây giờ tiếp tục video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay, mình gửi cô chú chị hình ảnh của một con đực siêu cọp ha. Đó, con đực siêu cọp và một con đực kem của chú chị. Đó, một con đực kem. Đó thì nói chung thì rất pin lực luôn. Đó thì con nói chung thì con kem này thì F1 ha, nhưng mà nói con này thì dễ dàng nó cũng muốn đít muối vậy của chú chị. Đó, nó pin lực còn dữ dằn luôn. Đó, con bò kem này thì 7 tháng tuổi nha, còn con cọp thì nó 5 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đó thì con bò kem này thì chiều cao đo là 1m15 bò, 15-16 bò phía sau con khu ha. Mà xương sóc này nó là xương sóc, xương sóc cối luôn của chú chị. Chân móng thì hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, em nói con kem này nó pin lực khỏi nói con bò này luôn. Đó thì con kem này chủ nhà muốn bán giá là 22 triệu. Đó, 22 triệu là bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 200 số nha. Đây cô chú chị coi thấy cái dàn dai của nó nè. Đó, tại vì bò mới cộp, nó mới khớp nên nó gặp dây nên nó vậy của chú chị. Đó, em cô chú chị thấy cái dàn dai dàn lưng nó nè. Đó, cái đít của nó nè. Nó tướng tá cấp mình nè, cô chú chị coi nè. Đó, em nói nó pin lực cái hết nó nổi con bò này luôn của chú chị. Tướng tá cấp mình nó pin lực thì khỏi nói nổi luôn. Đó, mặt mài nè, của chú chị coi nè. Đó, mặt mài nè. Đó, thì con kem này giá là 22 triệu. Đó, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 số. Đó, thì bà con nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình để điện trực tiếp nha. Đó, bò thì em bao chân móng hoàn thiện. Chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to của chú chị. Em nói con này cái đít của nó như bò đít muối gì của chú chị. Cái dàn đít của nó nè. Đó, con chú chị coi nè. Tướng tá cấp mình nè, nó dài đòn ha, dài đòn đít nở dài nở dần nhai của dai của nó thì bằng cái đít. Đó, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì khá to. Đó, em nói con đực kem này thì khỏi nói cái dần pin lực của nó luôn. Đó, giá là 22 triệu, của chú chị nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tấm hình. Đó, còn con siêu đực siêu cọp này của chú chị, con này 5 tháng tuổi này, chiều cao là 1m08 bò. Đó, chiều cao là 1m08 bò ở phía sau sân khu ha. Con này thì giá là 12 triệu. Đó, 12 triệu bao ship của chúng chị mình tới nhà luôn, trong vòng 200 số. Đó, bò thì chân móng hoàn thiện, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột chị nghe của chú chị. Đó, thì bà con thấy gì cả, lệ thì mua ủng hộ ha. Đây, con siêu này xương sóc thì em quan sát, xương sóc cũng khá to của chú chị. Xương sóc cũng khá to nè. Không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, bò thì cũng chung cũng kiểu mẫu không ha. Đó, hai con bò này toàn là F1 đi của chú chị. Mặt mài nè. Đó, mặt mài nè của chú chị. Ưng nè. Đó, ưng nè. Em nói con đây. Đó, lưng dai nè, dai này cũng nở nang nè của chú chị. Con siêu đực siêu cọp này thì dai đít cũng nở nang ha. Đó, dai thì cũng dây đôi. Đó, tướng tá cấp mình. Con được kem này thì phải thế con bò luôn của chú chị. Đó, bò này đưa vô nó chung những nằm gì bò thế rồi. Đó, giá là 22 triệu, bao ship của nhà trong vòng 280 số. Thì cô chú chị nào thấy ưng con được kem này thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó, còn con được siêu thì giá là 12 triệu bao ship trong vòng 280 số luôn. Cho bà con nào thấy giá cả để mua phòng ha. Đó thì nói chung thì tức khi hình em cũng thương lượng sức giá cho bà con mình hết rồi. Nhưng mấy con kem này thì khỏi nói luôn cô chú chị. Cái dàn dai của nó nè, cái lưng lưng nè, lưng thì lưng đôi ha, dai đôi lưng đôi nè cô chú chị. Đó, tướng tá thì dài đòn ha, em nói cái đít của nó nè, như bò mấy con bò đít muối luôn. Đó thì nói chung thì hiện tại thì nó chưa có rụng ba lông máu cô chú chị. Chân móng tướng tá đứng rất đẹp ha, chung thì bò là kiểu mẫu không. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. Nói cái đít con bò kem thì khỏi nó nổi luôn nghe cô chú chị. Nó cái dàn dai dài đôi. Đó, dài dài đôi tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không? Đó. Bò kiểu mẫu ha, đít nở dài nở. Đó. Chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó, không bị ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì con kem là giá là 22 triệu, còn con đực này thì giá là con đực siêu cọp thì giá là 12 triệu. Đó thì đây giá là 12 triệu thì bao ship của chị mình tới nhà trong vòng 200 số ha. Con là ưng thì liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó, còn con kem thì giá là
đó 22 triệu, bao ship của chú gì nữa nhà luôn, nó cái nhân dây của con này nó đứt nở dây nở thứ 8 nó dây bò nó con địch thì thứ 3 cấp mình cái đứt của nó nè, nó cái nhân đứt của nó thì khỏi nó nổ luôn đó. Dây của nó không thấy hết mình rồi đó, thì hình ảnh về giá cả của hai địch em gửi đến cho cô chú nhìn xong rồi, bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay.